Xin chào tất cả các bạn. Và các bạn biết không, ngày hôm nay thì Hà Sao lại tiếp tục là rắn săn mồi. Không biết là lần này thì Hà Sao đã có thể lên cơ chưa các bạn ạ? Và không biết là lần này thì Hà Sao có ăn được nhiều các con rắn khác hay không. Thôi được rồi, không để các bạn chờ lâu thêm nữa, thì bây giờ hãy cùng theo chân Hà Sao vào game rắn săn mồi thôi. Let's go. Oh yeah, anh em ơi, ngày hôm nay thì Hà Sao sẽ là một con rắn màu hồng nha các bạn nha. Thực ra ấy, mọi người cứ bảo đây là con sâu, nhưng mà mình thấy nó không có chân các bạn ạ, nên là mình nghĩ nó là con rắn luôn. Ok, mình cứ định nghĩa là con rắn đi các bạn nha. Một con rắn màu hồng nha các bạn nha. Và trên đầu nó là có vương miện luôn. Ok, bắt đầu vào game nè. Ui, một con rắn siêu to khổng lồ mới vào, đập ngay vào mắt là một con rắn siêu to khổng lồ các bạn ạ. Ôi trời ơi, anh em ơi. Ui, tí nữa thì đâm đầu vào nó. Ui, nó lòng vòng lắm các bạn ơi. Trời ơi, rắn to thế này đi đường thì phải cẩn thận chứ. Nhìn trước, nhìn sau, ngó trái, ngó phải nhá. Đúng không các bạn? Bây giờ mình sẽ đi vào trung tâm nha các bạn nha. Ôi, đi vào trung tâm luôn. Ôi, lại có một con rắn khác. Trời ơi, nhưng mà thực ra là người mình quá bé các bạn, nên là mình không thể nào mà nhìn thấy được là đầu nó ở đâu. Mình đi thì cũng không đến được người nó luôn ý. Trời ơi, chắc là đây mới chỉ là khúc đuôi nó thôi á các bạn ạ. Trời ơi, đi bao lâu để được gặp em? Ở đây rất đông rồi đấy. Mình nghĩ đây là đông, rất đông rắn rồi đấy. Thế nhưng mà mình không biết đầu nó ở đâu cơ các bạn ạ. Trời ơi, đừng tưởng mà muốn gặp rắn. À đây rồi, một anh, xin chào một anh chàng luôn. Anh chàng ơi, anh chàng ơi, cho mình đi cùng với bạn ơi. Trời ơi, mình cứ tưởng là mình có thể húc đầu được nó cơ ấy. Thế nhưng mà ấy, đang đâu lại gặp con rắn kia. Trời ơi, màu xanh này các bạn ơi. Ơ ơi, xanh lét. Trời ơi, chắc là ấy, con này nó bị kiểu như là bệnh sinh da ấy các bạn. Bệnh sinh da là bệnh gì chả biết. Úi dồi ôi. Các bạn ơi, các bạn nhớ thả tim, like video này cho mình nha. Ok nè, để Hà Sam có thêm nhiều động lực làm thật nhiều. Ui các bạn ơi. Oh my god, trời ơi. Miếng ăn nó đến tận mồm rồi nhưng mà vẫn bị chết các bạn ạ. Chưa lớn được bao nhiêu mà đã toi rồi các bạn ạ. Ơi, cái con này nha, con này giết được một con loi choi luôn như mình. Ui rồi ôi ăn. Ôi mình xin luôn. Ôi. Ui. Trời ơi, mình ăn luôn. Trời ơi. Đông quá các bạn ạ. Đông. Phải gọi là đông luôn nè. Trời ơi, một con rắn giống hệt mình. Mình cứ tưởng là mình giết được nó cơ, nhưng hóa ra nó chạy mất rồi hay sao các bạn. Thực ra ấy, bé này giết nhau cũng không ăn thua gì đâu đúng không các bạn. Giết thì giết con to đùng luôn xem nào. Sao cứ phải giết con bé xíu bề siêu làm gì. Bé xíu bề siêu ăn chả bỡ dính răng luôn. Yeah, lại giết một đứa nữa rồi này các bạn ơi. Ôi trời ơi. Nhưng mà giết cái con bé các bạn ạ. Oh yeah. Cố lên nha. Ôi, rắn của mình là cũng hơi bị kha khá to rồi đấy các bạn ơi. Bây giờ đã được đứng thứ tận 246 rồi cơ mà. 246 khoe. Khoe chứ các bạn nhở. Mình được đứng bét mình phải khoe chứ. Ui, một con rắn nữa nè. Con rắn này phi nhanh nhá. Cắm tàu lửa, cắm kiểu như cắm điện ở đây sao mà đi nhanh thế hả giời. Chết chưa. Ai bảo là ấy, thích vần vần. Không thích vần vần. Mình đi lên thành phố để gặp mọi người ấy, mà chả thấy mọi người đâu ấy, các bạn ơi. Mình thích gặp con to cơ. Đi cùng con to ấy, một là sống, hai là chết các bạn ạ. Thế nên mình vẫn thích lắm. Ôi giời ơi. Các bạn ơi, các bạn đâu rồi? Hãy cho mình thấy cánh tay của các bạn. Ôi, mình tí nó đâm đầu vào nó. Thế mà nó đâm đầu vào mình luôn.
Ôi giời ơi, chị đi đâu mà nhanh thế hả chị ơi? Chị ơi, để em nhìn thấy cái đầu của chị cái nào chị ơi. Chết chưa, các bạn thấy chưa? Mình cứa mắt nó vậy. Mình tức lắm rồi. Tí nữa thì mình đâm đầu vào nó luôn nha, để cho nó chết, nhưng mà kéo khi mình cũng chết trước đấy các bạn. Ôi giời ơi. Định giết nó ấy các bạn. Thấy chưa? Mình đã giết nó rồi các bạn ơi. Yeah. Con này không phải là con nãy nó giết mình. Mình phải trả thù cái con là nãy nó giết mình cơ. Mình ghét. Ôi. Mấy con to thế các bạn ơi. To khủng khiếp luôn nè. Bạn ơi. Sao nó to vậy nhở? Tại vì nó ăn nhiều các bạn. Mà nó ăn nhiều dễ béo phì lắm. Uầy, trời ơi, cọc được. Dễ béo phì lắm anh chị em ơi. Đừng ăn nhiều nữa nha. Ăn vừa thôi. Để nhường cho em ăn với. Đâu nhỉ? Mọi người đâu hết rồi? À đây. Đây các bạn ơi. Đây rồi. Mọi người đây rồi. Mình tin chắc là cái khu này rất đông người luôn ý các bạn. Đấy. Toàn cái con to đùng nó chen chúc nhau. Thật ra là mình chả có đường nó chui. Mình chỉ vần vần thôi anh ấy. Uầy, kéo khi nó lại bo mình ấy các bạn ơi. Kéo khi nó quay mình luôn nè. Tại vì mình không nhìn thấy đầu nó, nhưng mà kéo khi nó to rồi nó nhìn thấy đầu mình được ấy các bạn. Không sao. Từ từ đấy các bạn nha, vì chắc chắn là rất là dễ chết đấy các bạn ơi. Thì nhau hút vào đây là cực kỳ dễ chết luôn đấy. Nên ăn thì phải nhìn trước và ngó sau. Ok, và bây giờ Hà Sam đã lên level từ bao nhiêu rồi đấy các bạn ơi? Level bao nhiêu? Level 90 rồi. Hạnh phúc quá. Hạnh phúc không nói nên lời. Ok, và bây giờ Hà Sam cố gắng lên. Trời ơi, những cái người top 1 chắc là người ta phải siêu to khổng lồ luôn đấy các bạn, đúng không? Mình nghĩ là những người top 1 đấy, người ta phải siêu to, cực kỳ siêu to khổng lồ luôn đấy. Mà đi như vậy á, chán ơi là chán luôn đấy, chả thấy có cái đồ ăn gì nữa. Mà bây giờ mình càng lớn thì mình càng đói meo đói mắt thôi các bạn ạ. Ê, cái thằng kia kìa. Nó định lừa mình là nó định đâm đầu vào mình đấy. Ê, mình biết ngay mà các bạn ơi. Ấy, nó đang quay cái đứa nào ấy, hình như thế thì phải. Ghét nhở, quay. Ôi, mấy đứa quay nhau luôn, thế mình cũng vào quay cho thích. Của mình ấy nó lại quay ngược lại. Không phải là tại chuột đâu, chắc là tại tay mình thôi, mình bị dở ấy mà. Làm lại từ đầu nha các bạn nha. Mình sẽ làm lại từ đầu, từ con số 0. Ôi trời ơi, tí nữa thì đâm đầu vào đấy. Trời ơi, vì được hôi của ấy mà. Trời ơi, sướng quá các bạn ạ. Mình không ngờ thế luôn ý. Tại sao nhỉ? Ôi, bây giờ mà chết thì hơi tiếc lắm ý các bạn. Tại vì con to rồi ý. Con mình to rồi. Nhưng mà so với con bên cạnh mình vẫn còn bé hơn rất là nhiều luôn. Ôi, đuôi mình dài nhờ. Ôi, dài dã man luôn các bạn ạ. Ôi, đừng bảo nó quay mình chứ. À không, mình cứ tưởng là nó quay mình luôn ấy. Ơi,
hôi của rồi các bạn ơi. Lại được hôi của rồi nè. Ui, ở đây công nhận luôn ấy, được hôi của quá là nhiều luôn. Thành phố phải ra đi kiếm ăn dễ nhỉ các bạn nhở. Một con nữa chuẩn bị chết này. Ui, siêu ôm các bạn ơi. Nó lách siêu nhở. Lách quá siêu luôn ấy. Ui, đuôi mình này. Đuôi mình các bạn ơi. Đuôi mình cả dạng dài phết rồi đấy các bạn ạ. Mình đã đứng thứ 91 rồi các bạn ơi. Ui, con rắn kia xanh lè, xanh lét. Như kiểu là bị bạch tạng ấy. À đâu, bạch tạng nó phải trắng chứ. Như là kiểu như làm ui, tí nữa thì đâm đầu vào nhau rồi. Như kiểu là con này nó hay ăn rau quá ấy các bạn. Nên là người nó mới xanh lè, xanh lét như vậy. Ui, đừng giỏi luôn. Ôi ôi, ở đây có đồ ăn nè. Wow, thấy chưa? Mình đã giết được một con nữa rồi các bạn ơi. Trời ơi. Wow, các bạn ơi. Ôi my god. Trời ơi, miếng ăn siêu to khổng lồ luôn. Siêu to khổng lồ luôn. Trời ơi. Bây giờ Hoa Sam lại đứng thứ 170 rồi. Nói chung là cứ đi ăn hôi ấy các bạn thì chắc chắn là sẽ to. Trời ơi, có con gì mà màu hoa lá cành. Thôi xong, mình bị điên rồi. Các bạn ơi, vậy là Hà Sam ấy vừa chơi xong game rắn săn mồi các bạn ạ. Tuy nhiên ấy thì Hà Sam cũng vừa được ăn và cũng vừa bị ăn luôn. Và nếu các bạn thấy video của Hà Sam hay thì đừng quên cho Hà Sam một like, một đăng ký và một chia sẻ để ủng hộ Hà Sam tích cực làm ra thật nhiều những video hay hơn, hấp dẫn hơn để mọi người xem giải trí, đúng không? Và video của Hà Sam đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.